Xin chào các bác Ngày hôm nay thì Quang Lâm em sẽ xin mời các bác cùng giao lưu trên tay 18 mẫu đồng hồ của Nhật nội địa trong buổi tối của ngày hôm nay 23 tháng 12 Và ở đây thì đều là hàng Nhật cũ đã qua sử dụng các bác nhé Tại thị trường Nhật nội địa Và ở đây thì tất cả đều là hàng Nhật chọn lọc và còn khá là đẹp Và hàng hôm nay thì cũng phải nói là còn rất đẹp trong buổi tối hôm nay thì em có 18 mẫu, hầu hết là của Seiko này, rồi của Orange Star. Hôm nay Orange Star nhiều Có mấy con, 4-5 con Và Citizen với một số hãng nội địa khác nữa Và toàn đều là hàng tuyển hết Hôm nay không có con nào hàng khủng cả Cứ sàn sàn thôi một số ít là của Citizen với dòng mà năng lượng Eco Drive không phải thay pin Và tất cả đều có trong video của ngày hôm nay 23 tháng 12 Đang chờ các bác và em cùng trên tay Ở đây thì đều là bản nhật nội địa Hầu hết là Made in Japan các bác nhé Hàng cũ là nhiều Bên cạnh đó thì có một hai con hàng trưng bày thanh lý bán kèm theo. Tầm tiền của ngày hôm nay thì nó sẽ loanh quanh tầm 2-3 triệu và con đắt hơn một chút thì tầm 5-6 triệu. Bên cạnh đó thì có những con đắt hơn, ví dụ như con SRVK023 này thì nó hơn chục triệu đổ về. Và tất cả những sản phẩm ở đây đều được bên Quang Lâm bảo hành 1 năm cho những chiếc đồng hồ cũ đã qua sử dụng và 2 năm cho những chiếc hàng mới. Và với phương châm là nói thật giá thấp trong video như thế nào thì các bác sẽ nhận hàng đúng như vậy. Và bên Quang Lâm sẽ cố gắng mang đến cho các bác những chiếc đồng hồ với giá thấp nhất. Các bác xem video thì các bác thích cái nào thì các bác hãy nhớ cái mã số của nó và click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của cái video này. Hoặc là truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com Tại website này thì các bác có thể check được tình nhà trạng còn nàng ngay hết hàng bằng cách là các bác vào ô tìm kiếm và đánh cái mã số của chiếc đồng hồ đó sau đó là các bác ấm enter thì nó sẽ hiện lên cho các bác tình trạng còn hàng hay hết hàng nếu các bác không quen sử dụng điện thoại smartphone thì các bác có thể trực tiếp alo cho em theo số điện thoại 0834 69 66 và cửa hàng của bên em là 46 trên 429 Kim Mã Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội và để không bỏ lỡ bất cứ video nào thì Quang Lâm cũng mong các bác bớt một chút thời gian và các bác bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để mỗi khi bên em lên video vào 9 giờ tối hàng ngày thì nó sẽ báo cho các bác vào kiểm tra uh, các cái mẫu hàng uh, lô hàng các bác nhé và hôm nay thì uh, chuẩn bị đón Noel uh, 24 tháng 12 đón Giáng sinh cho nên bên quang lâm em sẽ có một cái chương trình uh, game show nho nhỏ cho nó vui tức là đoán con số may mắn của các bác ở phía dưới của video này con số sẽ bao gồm hai chữ số các bác nhé và kết quả thì sẽ được uh, anh em ta so với lại uh, kết quả sổ số miền Bắc tối mai 24 tháng 12. Ba bác đoán đúng và sớm nhất thì bên Quang Lâm sẽ tặng cho các bác mỗi bác một chai rượu Nhật Choya Kishu để các bác cùng nhâm nhi trong buổi lễ Giáng sinh. Và các bác hãy comment, hãy bấm vào nút chia sẻ và comment cái ở phía dưới của video này nhé. Và chắc chắn là ba bác sẽ nhận được ba chai rượu này của bên em. Còn bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em kiểm tra từng chiếc một trong buổi tối của ngày hôm nay. Đầu tiên là một chiếc Seiko Preset SRV-023. Chiếc này thì nó sẽ phù hợp cho các bác nào đang tìm một chiếc đồng hồ hàng siêu lướt của Seiko. Và con này thì giá niêm yết của nó cũng phải tầm 27-28 triệu. Và em đang có một chiếc hàng lướt. Và với size 41 kính sapphire máy 6R cao cấp của Seiko và giá hàng lướt chỉ dưới 15 triệu Thì mời các bác cùng em bóc hộp chiếc này Ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp với đầy đủ hộp sổ và hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho chiếc này. Thế còn ở đây thì chúng ta sẽ có cái này là cái uh, hướng dẫn uh, uh, đăng ký sửa chữa online hoặc là bảo dưỡng online. Thế còn ở đây thì chúng ta sẽ có cái SRVK023 ở đây. Chiếc này là một chiếc hàng lướt siêu đẹp và mã của chiếc này là 1242 các bác nhé. Về tình trạng của chiếc này thì uh, em có hai chiếc ngày hôm nay là hàng siêu siêu lướt nhé Đây còn một cái nữa tí nữa em với lên với các bác Thì đều là phiên bản nhật nội địa và nó đẹp như hàng trưng bày chưa qua sử dụng Hàng lướt nhưng mà đẹp như hàng trưng bày nhé các bác nhé Độ mới còn phải đến 98-99% thân vỏ không có xước, dây cũng không có xước luôn Mặt kính sapphire nguyên khối chống xước gần như tuyệt đối rồi nên là không có xước về kích thước của chiếc này thì nó có sai mặt đường kính là 41 các bác nhé Và không tính cái núm này Size 41 Và độ dày của cái này là 12,9mm Lắc tu lắc của cái này là 46,3 Và độ động dây ở đây là 20 Chóp dây ở dưới này sẽ là 18 Nếu mà sau các bác thay dây ra cho dòng này Với size 41 không tính núm thì nó sẽ hợp với các bác tay chu vi 16 trở lên và tay em thì 16.5 tí nữa em sẽ đeo thử trên tay để các bác cùng kiểm tra. Trước này thì được Seiko trang bị kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa. Mặt đây của cái này thì các bác sẽ thấy ở góc 12 giờ chúng ta có logo của Seiko, chữ automatic ở dưới. Rồi ở góc 3 giờ thì các bác sẽ có một cái subdial hiển thị uh, lịch thứ này. Còn góc 6 giờ đây thì các bác sẽ có ô subdial hiển thị lịch ngày. Và trên bên góc từ 8 giờ đến góc 11 giờ đây thì các bác sẽ có một cái kim hiển thị năng lượng báo cho các bác là tình trạng cót còn lại ở trong chiếc đồng hồ còn lại là bao nhiêu. Khi nào các bác cần phải vặn cót thì các bác sẽ kiểm soát được cái mức năng lượng hiện tại đang còn ở trong chiếc đồng hồ. Chúng ta sẽ có một bộ kim hình lưỡi kiếm nha các bác nhé và làm theo vắt cạnh sang hai bên để sẽ cố tăng cái độ bắt sáng cho chiếc đồng hồ này ở mọi góc độ. Đây ở góc độ nào các bác cũng có thể nhìn thấy kim giờ và kim phút nó không bị lẫn vào trong cái mặt đều màu đen. Mặt đều của cái này thì các bác sẽ thấy là nó có một màu đen với những cái vân chảy tia với khả năng phản xạ ánh sáng rất là đẹp. Khi nó tiếp xúc với ánh sáng thì nó phản xạ ánh sáng rất là đẹp. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có một chữ Japan 6R21 là tên của bộ máy. Ở ngoài này thì các bác sẽ có một cái vành Arturin uh, chia phút chia giây rất là rõ ràng để chúng ta dễ dàng quan sát. Ở ngoài này cái vành benzen thì các bác sẽ thấy là nó hàng này đẹp như hàng trưng bày luôn, không có tí xước nào luôn các bác nhé. Bên phải này thì chúng ta sẽ có một cái núm có khía cạnh và có logo chữ S của Seiko ở đây. thì các bác có thể dễ dàng vặn cót Về phần máy thì ở đây các bác sẽ có một bộ máy tên là máy Caliber 6R21 Với bộ máy Caliber 6R21 này thì chúng ta sẽ có 29 chân kính 28.800 tần số dao động và khoảng 45 giờ tích cót các bác nhé 45 giờ tích cót Với bộ máy này thì nó là một bộ máy cũng tương đối là đắt tiền cao cấp của Seiko rồi Với độ sai số khoảng cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày thôi Và bộ máy này thì với 28.800 tần số dao động thì nó cũng tương đương với lại dòng mà cao cấp của cũng không phải là cao cấp nhưng mà dòng mà có thể so, so sánh với lại những dòng của Thụy Sĩ tầm tiền từ 25 đến 45 triệu là có thể cạnh tranh cùng phân khúc được với dòng này. Với bộ máy này thì các bác sẽ có đầy đủ các chức năng hỗ trợ có tay và có cả dừng kim dây khi rút đúng chỉnh giờ. Bên cạnh đó thì các bác sẽ có một cái kim xăng, kim hiển thị năng lượng ở bên góc 9 giờ đây để các bác dễ dàng kiểm soát cái mức năng lượng còn lại trong chiếc đồng hồ. Về phần thông số mặt sau thì các bác sẽ thấy ở đây nó ghi là stainless steel thép không dỉ 6R2101B0 Made in Japan Ở đây chúng ta có chữ Seiko và chữ Water Resistant 100M Top saphir crystal hàng không có một tí xước nào luôn các bác nhé hàng đẹp như hàng trưng bày về phần vỏ thì các bác sẽ có một uh, bộ thân vỏ bằng thép không gì cao cấp của seco với độ hoàn thiện rất là cao và họ làm phay xước ở trên này và phay bóng ở dưới để chúng ta nhìn thấy nó rất là nét dây thì chúng ta sẽ có dây thép đúc và có ba chỉ bên trong có hai chỉ nhỏ để nó làm trang trí thôi Đó, thì các bạn sẽ thấy là hàng còn rất là đẹp và đặc biệt là dòng này nó có comfo tức là nó có cả lớp diamond siêu được phủ lên trên cái bộ vỏ và trên bộ dây này cái diamond siêu thì nó là một cái loại dung dịch nó cứng hơn cả thép và nó phủ lên đây để cho chúng ta nó giống như một cái áo giáp bảo vệ cho cái bộ cái 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 vỏ và cái dây của chúng ta không bao giờ bị sước sước giam hạn chế bị sước giam chứ không phải là không bao giờ bị nếu mà các bác dùng nhiều thì nó cũng sẽ có xước nhưng nó sẽ cứng hơn thép không gì của chúng ta rất nhiều. Chính vì vậy mà các bác sẽ thấy đồng hồ này nó vẫn còn rất đẹp luôn. Đây các bác sẽ thấy ở đây sẽ có một cái xếp nhỏ ở góc đầu này nhé. Đó. Còn trên mặt kính sapphire nguyên khối của cái này thì được Seiko phủ một lớp super clear. Nó là cái loại uh, làm cho cái mặt dial của chúng ta nhìn nó rất là trong. Và nhìn thấy rõ, rất rõ nét luôn chống lóa nữa phủ chống lóa luôn Đây các bác có thể nhìn thấy là xung quanh không có một vết xước nào luôn các bác nhé Khóa này Mắt thừa còn ở trên dây luôn Không chưa đeo mấy Đây các bác nhìn này Mắt thừa còn ở trên dây luôn Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay nhé. Chiếc này có size mặt đường kính là size 41 và độ dày là 12,9. Nó sẽ hợp với các bác tay 16 trở lên. Như tay của em là 16.5 thì đây này mắt thừa còn rất nhiều. Để các bác cùng ướm. Tay 16.5 về phần ưu điểm của chiếc này đầu tiên phải kể đến đó là bộ máy 6R21 của Seiko cao cấp với 29 chân kính, 28.800 tần số dao động và khoảng 45 giờ tích cót với đầy đủ các chức năng phụ đây là một cái điểm mạnh nhất của dòng này. Cái thứ hai là thiết kế của cái này rất đẹp. Cái thứ ba là mặt kính sapphire nguyên khối, phủ chống lóa và có phủ một lớp super clear nữa. Và cái thứ ba đó là cái bộ lớp vỏ của nó được phủ một lớp dial seal, một bộ áo giáp ở bên ngoài. Cái ưu điểm thứ tư đó là size 41 phải nói là rất dễ đeo. Nhược điểm của giá của dòng này hơi cao khi giá hãng của chiếc này là 132.000 Yên, tương đương với khoảng 27 triệu 700. Thì đó là hàng giá niêm ướt của hãng. có Còn bên Quang Lâm em đang có một chiếc này hàng đẹp như hàng trưng bày, không tí vết và có giá là 14 triệu 500. Bên em bảo hành 2 năm, cái này cho các bác yên tâm sử dụng, 14 triệu 500 các bác nhé. Và chiếc này thì có mã là 1242 và nó là mã là SARVK023, các bác có thể check mã này để ra giá tham khảo. Mã của chiếc này là 1242 và vì qua lâm bán giá là 14 triệu 500 bảo hành 2 năm các bác nhé. Em cũng có một cái nữa, cái thứ hai cũng tương tự như cái vừa rồi. Thì cái này các bác cũng sẽ thấy là nó đầy đủ hộp này và có cả sổ hướng dẫn sử dụng ở dưới. Trước này thì tình trạng của nó cũng y như cái vừa rồi Đây là hai cái này một cặp bọn em mua ở một cửa hàng Cùng nhau luôn cho nên là Như nhau về mặt kích thước, về mặt cấu hình cũng như là về tình trạng là như nhau hết để để em vặn cót lên một chút Các bác sẽ thấy cái kim hiển thị năng lượng ở đây nó hiển thị cho chúng ta cái số giờ còn lại trong chiếc đồng hồ đó để các bác chủ động được cái khoảng thời gian khi nào mà các bác cần vặn cót và vặn cót bao nhiêu là nó phù hợp cho nó. Trước này thì về tình trạng thôi, còn về cấu hình thì em cũng đã vừa với nêu với các bác ở phía dự, ở trên rồi. Thì về tình trạng của chiếc này thì các bác cũng thấy là nó là một hàng đẹp gần như là hàng trưng bày luôn đấy các bác. Để em lau mấy cái vân tay này của em đi. Các bác mua hàng này, này nó tiết kiệm được bao nhiêu so với lại mình mua hàng mới. Và các bác, các bác cũng phải tiết kiệm được 6-7 triệu bằng với lại mua một con đồng hồ khác à. Cái vỏ này. Đây là các bác có thể thấy nó có một cái tí xước nhỏ nhỏ ở chỗ này. Trên vành benzen thì các bác sẽ thấy là nó có những cái sức ram nhỏ các bác nhé. Sức ram nhỏ thôi, còn ở dây thì đây. Các bác sẽ thấy này. Đây trên khóa. Ở trên cái uh, mắt thứ tư từ trên xuống ở bên phần phía bên trái thì các bác sẽ thấy là nó có hai cái vết xước nhỏ ở chỗ này các bác nhé đó thì có ở cái 1, hai ba bốn đốt thứ tư thì các bác sẽ thấy là nó có một cái vết xước nhỏ như thế này đây thì khi các bác về các bác cắt mắt thì có khi là các bác cắt cái mắt này ra bỏ cái này đi bởi vì cái mắt thừa vẫn còn ở trên dây thì các bác về các bác cắt ra thì đây tay em 16.5 nó còn như thế này cơ mà rất nhiều dây thì các bác cắt cái mắt này đi. Thì là đồng hồ nó lại thành như hàng mới luôn. Đó, sẽ có những cái vết xước răm nhỏ lông mèo ở đây các bác nhé. Bên này thì không có mấy. Đó, thì chiếc này thì về tình trạng nó cũng cơ bản như cái kia thôi. Và nó chỉ có một cái vết xước nhỏ nhỏ xíu xíu ở cái góc, ở cái, cái mắt thứ tư này thôi. Và chiếc này có mã là 1275. Mã của nó là SRVK023 các bác nhé. Và bên em có giá bán là 14 triệu 500 và bảo hành 2 năm cho các bác yên tâm sử dụng. Tiếp theo em sẽ đến với các bác một chiếc nữa của Orenstar. Thì chiếc này là chiếc Orenstar Diver RKAU 0304L các bác nhé. Chiếc này thì nó sẽ phù hợp cho các bác nào mà đang tìm một chiếc đồng hồ size 43 mặt kính sapphire Máy tốt xịn một chút của Orenstar Star tương đương với dòng 6R của Seiko Và giá chưa tới 8 triệu thì em mời các bác cùng em bóc hộp một chiếc hàng cũ đã qua sử dụng hàng lướt này Thì các bác sẽ thấy là chiếc này nó vẫn còn nguyên cho các bác hướng dẫn sử dụng của Seiko Epson Corporation dành cho dòng Diver 200m Chúng ta sẽ có ba cái mắt thừa cho cái dây thép này ở đây các bác nhé bên cạnh đó thì uh, hãng họ bố trí sẵn cho các bác một bộ dây uh, cao su của orenstar để phục vụ khi mà các bác đi lặn thì các bác uh, không thích dây sắt thì các bác có thể thay dây cao su này vào để các bác đi bơi biển thoải mái luôn thế đây là cái hộp bên trong của nó nha các bác nhé Cái này nó sử dụng cái núm vặn cho nên khi các bác vặn hay là lên code hoặc là khi chỉnh giờ thì các bác phải vặn cái núm này ra thì nó mới các bác mới chỉnh được. Đây là một dòng diver của Orenstar. Trước này thì tên đầy đủ của nó là Orenstar Diver và mã của nó là RKAU 0304L. Thì ở đây các bác sẽ có đầy đủ các thông số 200m cực kỳ à, ờ, chống nước 200m này giá bán lẻ đề xuất của hãng là 90.000 yên cộng thuế là 99.000 yên nó sẽ tương đương với khoảng 21 triệu tiền Việt Nam đấy là giá niêm yết của hãng và đây nó là phiên bản Nhật nội địa thì các bác sẽ thấy là nó chỉ có tiếng Nhật thôi không có tiếng Anh Jidomaki Temaki Kino là tự động có cót tay này dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ này Cay tên BZ rự là có cái vành benzen có thể vặn xuôi, xuôi ngược kéo kim đồng hồ này Sapphire, Crystal, kính sapphire. Rồi đây là phiên bản giới hạn các bác nhé. Đó, và núm thì núm screwdow Thì đấy là các cái thông số họ ghi trên này. Nihon C ba cái chữ ở cuối này là chữ Nhật này, chữ bản này và hàng hàng Nhật Bản có nghĩa là made in Japan tiếng Nhật các bác nhé. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có cái đồng hồ ở đây. Về tình trạng của chiếc này thì nó là phiên bản Nhật nội địa, bản made in Japan và nó là một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt và còn rất đẹp về tình trạng thì các bác có thể thấy là ở trên uh, mặt vành benzen là không có một vết xước nào đây. trên uh, mặt kính thì kính sapphire nguyên khối rồi không có gì phải lo vành benzen cũng không vấn đề gì trên vỏ thì các bác sẽ thấy này không có một vết xước gì có thể chỉ trên dây thôi trên dây thì uh, các bác sẽ thấy là nó rất ít xước không có xước đâu đây ở chữ dây này thì các bác sẽ thấy là nó có một chút xíu Sức răm ở cái chỗ dây này thôi các bác nhé nói chung là hàng cũng còn rất đây là những cái vân tay con này còn rất đẹp thì đấy là về phần tình trạng của chiếc này về kích thước của chiếc này thì chúng ta sẽ có sai mặt đường kính là 43 không tính núm này và độ dày ở đây là 14,0 mm lắc tu lắc của cái này là 50, độ động dây ở đây là 22 các bác nhé chóp dây ở dưới này nếu các bác thay dây ra nó sẽ là dây 20 thì nó sẽ hợp với lại anh em cổ tay chu vi 16 trở lên trước này thì được Orenstar trang bị kính sapphire nguyên khối mặt đây của cái này thì các bác sẽ có một bộ kim cọc được làm khá là to bản và tất nhiên rồi dòng lặn thì bao giờ họ cũng trang bị tương đối nhiều dạ quang cho các bác có thể dễ quan sát giờ trong buổi tối cũng như là khi các bác lặn xuống dưới sâu thì dạ quang của dòng này các bác sẽ thấy là trên kim giờ trên kim phút này trên kim giây các bác cũng có một chút dạ quang và 12 bộ cọc số thì Orient Star họ cũng cung cấp cho chúng ta tương đối nhiều lum ở trên để cho chúng ta dễ dàng quan sát trong điều kiện thiếu ánh sáng thì chúng ta vào buổi tối thì dạ quang của nó này các bác nhìn này sáng trưng luôn Ở góc 12 giờ thì các bác sẽ có ô cửa sổ hiển thị À xin lỗi các bác có một cái sắp chỉ kim xăng Báo cho chúng ta năng lượng hiện tại còn lại trong chiếc đồng hồ này là bao nhiêu Với mức uh, chức tích chữ cốt tối đa là 50 tiếng Ở góc uh, 3 giờ thì các bác sẽ có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với nền trắng và chữ đen Ở góc 6 giờ đây thì các bác sẽ có logo của chữ Orange Star và Các bác sẽ có chữ Automatic ở dưới các bác nhé và dưới thì chúng ta sẽ có một chữ gọi là diver 200 m tức là dòng này nó là chuyên dòng lặn để cho chúng ta có thể mang đi lặn được ở dưới này là chữ japan ngoài này thì các bác sẽ có một cái vành benzen để các bác có thể khi đi lặn là chúng ta sử dụng đến cái vành này Đó. xoay theo ngược chiều à, ngược chiều kim đồng hồ các bác nhé có thể nó làm rất là chắc chắn và nhìn nó nhìn nó lì về phần máy thì trước này sử dụng bộ máy caliber f 6 n 4 một bộ máy với 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và cho chúng ta là 50 giờ tích cót. Đầy đủ các chức năng phụ hỗ trợ cót tay và dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ. Thì khi mà các bác vặn cót tay là các bác phải vặn xoáy cái nút này ra. Đó thì lúc đó thì các bác mới vặn lên cót tay được Và dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ này Cái dòng F6N4 này thì nó tương đương với dòng 6R15 của Seiko Và tích cót là 50 tiếng Tương đương với dòng 6R15 của Seiko đấy Và nó là dòng diver cho nên khả năng chịu nước của chiếc này là 200M nhé các bác nhé Và đây là một dòng đồng hồ lặn biển chuyên dụng Sử dụng trong mọi trường hợp nước nôi là vô tư Đặc biệt phù hợp cho các bác nào mà hay phải tiếp xúc với nước Thông số mặt sau ở đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số Là Made in Japan này F6N4 là tên bộ máy này, Epson là công ty mẹ của Orange Star, Diver Watch 200M, Stainless Steel theo không dỉ, kính Sapphire Crystal này, Made in Japan này, và đây là Limited Edition phiên bản giới hạn, và chỉ có 1.200 chiếc thôi, và chiếc này có mã số thứ tự là 486. Sai <laughs> 43 các bác nhé. Vỏ thì các bác sẽ có thép không dỉ 316 làm bằng thép không dỉ với khả năng chống xước rất tốt. Và chúng ta sẽ có một bộ thép dây thép đúc ba chỉ và được làm phay xước. Và dây của nó thì các bác thấy là vẫn còn rất đẹp. Tình trạng của chiếc này nó còn phải đẹp đến 98% các bác nhé. Chiếc này có size 43 và độ dày là 14 Nó sẽ hợp với lại các bác tay 16 trở lên Như tay em là 16.5 Thì em đeo cái này để các bác cùng ướm nhé Về phần ưu điểm của chiếc này thì đầu tiên phải kể đến đó là bộ máy Có hỗ trợ có tay có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ Bên cạnh đó là có kim báo năng lượng tích cót Cái ưu điểm thứ hai đó là kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa và chống xước gần như tuyệt đối cho chúng ta yên tâm sử dụng. Và cái thứ ba đó là dòng lặn chuyên dụng Cho nên uh, nó rất là bền Và nó phù hợp với mọi điều kiện hoàn cảnh khắc nghiệt rồi Còn cái này thì các bác đeo hàng ngày thì gọi là đi mưa rửa tay thì nó là mũi rồi Nó chống nước 200m và chuyên lặn cơ mà Lặn với bình dưỡng khí đấy các bạn và bên cạnh đó là một cái ưu điểm nữa đó là nó có lum lum sáng để cho các bác dễ xem giờ vào buổi tối cũng như là các cái điều kiện thiếu ánh sáng các bác sẽ thấy lum của nó sáng trưng Đó. Về nhược điểm của dòng này thì nó thiết kế có vẻ như là khá là Nó không được thời trang mà thời thượng cho lắm Nhưng mà bù lại thì nó lại là dòng nồi đồng cối đá Giá hãng thì các bác sẽ thấy giá hãng của chiếc này niêm yết là 99.000 Yên Tương đương với khoảng 27 triệu 700 .000. À xin lỗi các bác 20 triệu 700 nhé Và bên con Lâm thì hiện tại đang có chiếc này Có một con hàng đã qua sử dụng rồi Và bên em có giá đoán là 7 triệu 900 Và nó là hàng lướt Còn rất đẹp Đây tình trạng của các bác biết rồi Đây nó có cái vết xước nhỏ nhỏ ở đây thôi này Bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em nhé Kính Sapphire Máy xịn của Orenstar Và chiếc này có mã số là 1243 các bác nhé và bên em có giá bán là 7 triệu 900 nghìn bảo hành cho các bác 1 năm. Các bác thích chiếc nào thì các bác hãy nhớ cái mã số của nó sau đó là các bác có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần mô tả của video hoặc là các bác có thể truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com tại website này thì các bác có thể check được tình trạng còn hàng hay hết hàng à, còn không thì các bác có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0834696699 và các bác cũng không quên mấy chai rượu lúc nãy em có báo cáo với các bác nhé là hôm nay là các bác hãy bấm vào nút chia sẻ và comment hai cái con hai uh, con số tức là có một chữ số bao gồm hai con số ở phía dưới phần bình luận của video này để Kiểm tra xem các bác sau ngày mai có may mắn không nhé. Con số sẽ bao gồm hai chữ số và kết quả thì sẽ được so vào kết quả số số miền Bắc tối ngày mai 24 tháng 12. Ba bác đoán đúng và sớm nhất thì bên Quang Lâm sẽ tặng cho các bác mỗi bác một chai rượu Nhật để các bác cùng nhâm nhi trong buổi lễ giáng sinh. Các bác hãy comment ba con số may mắn của video này nhé và các bác có uh, ưu ái thì hãy cho bên Quang Lâm xin một chia sẻ lên trang cá nhân. Còn bây giờ thì em sẽ lại tiếp tục cùng các bác trên tay một chiếc đồng hồ nữa của Orange Star. Thì chiếc này em có mã số của nó là mã số của chiếc này là REAU 0004B các bác nhé. Và chiếc này thì các bác sẽ thấy là nó còn thẻ tác này, còn đầy đủ các cái thẻ tác đi kèm, còn hộp, còn hướng dẫn sử dụng hướng dẫn sử dụng của Orenta này rồi là thẻ bảo okay, cái cái hướng dẫn bảo hành quốc tế này đây chúng ta sẽ có hai cái mắt thừa đi kèm Mulio nít. Thì có nghĩa là các cái điều kiện bảo hành của họ từ ngày mua là bảo hành 2 năm tại Nhật các bác nhé Đây là cái hộp bên trong của nó. Cái này thì các bác sẽ có cái thẻ, cái mã của nó là RE này. AU0004B00B. Thì cái này mấy hôm trước bên Quang Lâm cũng đã về mấy con là một con màu đen, mấy con màu xanh. Hôm nay thì nó về với các bác là hai con màu đen và một con màu trắng thì xin mời các bác cùng kiểm tra chiếc này hai chiếc này thì đều là hàng siêu lướt rất đẹp Về tình trạng của những chiếc này thì đây em có một chiếc Orange Star và hàng đẹp không tì vết các bác nhé. Hàng tuyển chọn của bên em thì nó đẹp không tì vết. Đây thỉnh thoảng nó chỉ có một hai cái sức giam nhỏ thôi nhưng như con này thì chưa thấy có sức giam. Trên vành Benzen này thì các bác sẽ thấy là nó có một hai cái sức lông mèo nhỏ thôi. Hàng còn đẹp phải đến 98-99%. cái dòng này thì đều là dòng đời mới họ cũng chỉ mới mua được một năm chưa đến một năm nay thôi và đeo nhiều hay đeo ít thì còn tùy vào cái người sử dụng nữa <laughs> và những chiếc này thì thường là người ta có nhiều đồng hồ nên người ta chỉ mua về để chơi thôi chứ cũng không đeo mấy nên tình trạng của nó còn rất là đẹp về sai mặt đường kính của chiếc này thì size và độ dày của chiếc này là 12,5 các bác nhé. Lắc tu lắc của cái này là 46,2. Với size 38,5 thì nó sẽ phù hợp cho các bác tay vừa và tay nhỏ cũng có thể đeo được. 38,5 thì nó cũng là cái một cái thiết kế rất là dễ đeo cho các bác tay nhỏ và tay vừa. Còn các bác nào mà tay to thì các bác bỏ qua chiếc này. Vì nó chỉ có 38,5 thôi. Và đặc biệt là cái lắc của nó nó làm rất đẹp. Cái này có một cái dáng làm phải nói là rất tuyệt vời. Về mặt đại của cái này thì góc 12 giờ các bác sẽ có kim xăng, kim hiển thị năng lượng. Góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với nền trắng chữ đen. Ở dưới này chúng ta có chữ Orange Star chữ Automatic và chữ Japan F6N4 ở dưới là tên bộ máy. Một bộ kim hình lưỡi kiếm với kim giờ, kim phút, kim giây và có lịch ngày nữa. một bộ kim thì hình lưỡi kiếm và bên trên thì họ cũng có đính cho chúng ta một chút dạ quang các bác có thể thấy trên kim giờ trên kim phút này và đầu của 12 bộ cọc số các bác thấy là họ có những cái chấm nhỏ dạ quang để cho chúng ta dễ dàng quan sát vào ban đêm thì dạ quang của nó sẽ như thế này Kính được trang bị trên dòng Orenstar thì hầu như là 99% là nó là trang bị kính sapphire nguyên khối rồi. Và tất nhiên dòng cao cấp này thì đều được Orenstar trang bị kính sapphire phủ chống lóa. Và kính sapphire này là kính sapphire nguyên khối. Và nếu mà chẳng may mà các bác làm vỡ cái kính này thì bên em cũng có thể thay cho các bác với kính sapphire nguyên khối chính hãng là 1 triệu 500 nghìn một cái kính này các bác nhé. Về phần máy thì trước này sử dụng bộ máy Caliber F6N4. Bộ máy caliber F6N4 này thì với 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và bộ 50 giờ tích cót với đầy đủ các chức năng phụ hỗ trợ cót tay và dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ. Bên cạnh đó thì các bác sẽ có một cái kim hiển thị năng lượng ở góc 12 giờ báo cho các bác thời gian tích chữ cót còn lại trong chiếc đồng hồ này là bao nhiêu. Đây là một bộ máy tương đương với dòng 6R15 của Seiko, cũng là một bộ máy tương đối là cao cấp. Và hiện tại thì bọn em đang săn được những con này với giá cực kỳ tốt. Với bộ máy này thì các bác sẽ yên tâm sử dụng với độ bền cũng như là độ chính xác của nó thì sai số cộng trừ 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày trong điều kiện lý tưởng không sốc, không từ trường, không va đập mạnh và nhiệt độ ổn định của hãng. Thì uh, em sẽ đeo thử chiếc này trên tay để các bác cùng ướm nhé. Chiếc này thì vẫn còn mắt thừa ở trong hộp thì vẫn chưa dùng đến. Với tay em là tay 16.5 thì đeo cái này phải nói là vừa khít đẹp luôn. Đấy, tay 16.5 là cực kỳ hợp với lại size 38.5 hoặc là size 39. Như cái này là size nó là 38.5 các bác nhé. À, thì đeo thì với các bác nào mà tay tầm như tay của em thì đeo rất đẹp. Mặt kính sapphire này, máy thì máy cao cấp tương đương với dòng 6R15 của Seiko này là hai cái ưu điểm. Cái ưu điểm thứ ba đó là nó có cái kim xăng để cho chúng ta dễ dàng kiểm soát được thời lượng tích chữ cót trong chiếc đồng hồ còn lại là bao nhiêu. Cái ưu điểm thứ tư đó là cái thiết kế cái càng của nó rất là đẹp các bác. Nhìn cái đồng hồ nhìn nó khôn lắm. Và làm đơn giản ba kim một lịch. Nên là nó cũng đơn thuần đơn giản như vậy thôi. Và cái ưu điểm thứ năm đó là size 38,5 thì các bác tay nhỏ và tay vừa là các bác có thể nghiên cứu được chiếc này. Và ưu điểm thứ sáu đó là Bên em có giá săn cho chiếc này quá là tốt. Với tình trạng thì các bác có thể nhìn được các bác biết rồi. Tình trạng hàng còn rất là đẹp. Hàng là hàng lướt. Còn bên Nhật thì các bác biết là hàng đồng hồ nó rất nhiều. Và bên em thì nói chung là săn những con đồng hồ rẻ hơn thì rất là dễ. Nó chỉ tầm 5 triệu cũng có và 5 triệu rưỡi cũng có, 6 triệu rưỡi cũng có. Nhưng mà chất lượng nó sẽ không được như cái này đâu các bác nhé. Và bên em thì quan điểm là chỉ có săn những chiếc hàng tuyển chọn như này thôi. Tuy nhiên thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Như con này thì về đến Việt Nam có giá là 7 triệu 900. Và bên Quang Lâm em bảo hành 1 năm các bác yên tâm sử dụng. Và chiếc này có mã là 1296. Cái này thì hôm trước bên em cũng đã có về 1, 2 chiếc màu đen và màu xanh nước biển rồi. Hôm nay bên em về thêm một chiếc này màu đen các bác nhé. Và chiếc này là 1296 giá là 7 triệu 900. Một chiếc cũng y như vậy. À uh, chiếc này là chiếc uh, cũng là một chiếc màu đen. Thì em mở ra để các bác cùng kiểm tra tình trạng thôi. Tình trạng của chiếc này thì cũng đẹp tương tự như vậy. Một cặp đôi luôn. Chúng ta sẽ có hộp và có hướng dẫn có cái bảo hành quốc tế ở đây này. Đi kèm của Star dành cho chiếc này. Cũng là size 38,5 các bác nhé. Và chiếc này có mã là 1240. Về tình trạng của chiếc này thì các bác sẽ thấy là hàng nó cũng là hàng tuyển chọn, rất là đẹp. ban đầu thì bên em cũng có những chiếc hàng giá tốt hơn rất nhiều nhưng mà mặt vỏ cũng như là trên mặt đậu, mặt, mặt dây của nó cũng có xước cho nên về sau này bọn em sẽ chỉ về những chiếc hàng tuyển chọn như thế này thôi để cho các bác không về lo lắng gì về mặt chất lượng cũng như là về mặt xước xiếc gì cả cho nên những chiếc này bên em thỉnh thoảng mới về thôi thì tình trạng của chiếc này nó là hàng siêu siêu lướt các bác nhé Và kích thước thì cũng là size 38,5 Cũng có kim sang có lịch ngày, lịch thứ Kim giờ, kim phút, kim giây, lịch ngày Xin lỗi các bác không có lịch thứ Và mặt đây là màu đen Tình trạng đẹp thì cũng còn phải 98, 99% Trên dây thì các bác sẽ thấy là Trên dây thì nó không có sức lớn Chỉ có những cái sức giam lông mèo nhỏ nhỏ Ở một hai chỗ thôi trên khóa thì ở đây các bác sẽ có một cái vết xước răm ở đây một vài xước vết xước răm ở trên khóa này như này các bác nhé Đó, trên vành benzen của chiếc này thì chúng ta cũng sẽ thấy là một hai cái xước lông mèo nhỏ thôi đây nói chung con này hàng còn đẹp lắm 98 99 phần trăm và size 38,5 thì cũng đầy đủ các thứ luôn không thiếu cái gì cả bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em và giá thì cũng tương tự như cái vừa rồi 3 triệu à, 7 triệu 900 nha các bác nhé 7 triệu 900 và có mã là 1240 mã cho chiếc này là reau 0004 b thì chiếc này là màu đen đây em còn với các bác một chiếc màu trắng nữa bác nào mà không thích mặt màu đen thì cùng em trách chiếc màu trắng này nhé Chiếc màu trắng này thì nó cũng đầy đủ hộp Sổ đâu rồi Đấy, ở đây chúng ta cũng có một cái hộp mà uh, hướng dẫn sử dụng theo bảo hành uh, sổ bảo hành của Orange Star. Chiếc này có mã là 1288 màu trắng. Chiếc màu trắng này thì nhìn bên ngoài không biết các bác nhìn trong video thế nào. Em nhìn bên ngoài màu trắng đẹp hơn màu đen thì phải Hôm trước có con màu xanh đã nước biển rất đẹp Hai con thì em bán hết cả hai rồi Còn hôm nay thì về thêm con màu trắng Con màu trắng này cũng đẹp Đó, con màu trắng thì các bác thấy này, đẹp không? màu trắng nhìn nó nhã hơn nhỉ các bác nhỉ nhưng mà tùy tùy các bác thôi mỗi người một sở thích em thì em thấy cái màu trắng này nhìn nó nó nhã nhặn hơn màu đen còn màu trắng này bên ngoài nhìn đẹp lắm không biết bên trong video các bác nhìn nó có rõ không chứ em nhìn con mồi màu trắng đẹp đẹp chúng ta sẽ có một bộ kim hình lưỡi kiếm với kim dây và kim báo năng lượng là người ta sơn màu xanh các bác nhé đây nó phản xạ ánh sáng thì nó sẽ lên màu xanh như thế này. Chắc chắn là cái này nhìn bên ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong video. Chúng ta sẽ có kim giờ kim phút được đính dạ quang và 12 bộ cọc số có một chút xíu điểm nhận dạ quang ở bên trên. Đây, đây là dạo quang buổi tối Trước này cũng có sai mặt là 38,5 các bác nhé Và tình trạng của nó thì Các bác sẽ thấy là nó là hàng siêu lướt đẹp Đây trên vành benzen thì các bác sẽ thấy là nó có một hai cái vết xước giam nhỏ này Không có sức lớn Tình trạng đẹp còn phải đến 97-98% Dây này dây với độ hoàn thiện và được làm bằng thép không dỉ cực kỳ cứng và chống sức rất tốt đây các bác sẽ thấy ở chỗ này nó có cái xước ở cái khóa này nó cọ vào trên khóa thì các bác sẽ thấy là nó có một hai vết xước ở trên khóa rồi các bác nhé cái này là cọ xuống bàn đi mà dây này một hai xước răm này dây xước răm Nói chung tình trạng của chiếc này thì nó còn được khoảng 97-98% các bác nhé. Về phần máy thì cũng đều sử dụng bộ máy F6N4 với 24 chân kính 21.600 tần số dao động và 50 giờ tích cót. Với đầy đủ các chức năng hỗ trợ cót tay và dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ mắt thừa còn ở nguyên trên đồng hồ. Đây em tay em 16.5 còn thừa một uh, ít uh, mắt thừa đây. Dành cho các bác nào mà tay vừa và tay nhỏ thì các bác đeo dòng này 38,5 rất đẹp. Mặt trắng, các bác có thể kết hợp thêm dây da vào cho dòng này cũng rất là đẹp. Đó thì bác nào em chỉ có một cái màu trắng duy nhất này thôi. Bác nào thích chiếc này thì hãy sớm liên hệ với bên em nhé. Và chiếc này bên em có mã số của nó là 1288. Và có giá là 7 triệu 900. Mấy con này là giá như nhau hết. 7 triệu 900, một đen một trắng, hai đen một trắng. tiếp theo là em mời các bác cùng trên tay một chiếc của citizen đây một chiếc hàng uh, trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng ở chiếc này thì sử dụng uh, pin năng lượng ánh sáng eco drive denchi kokang không cần phải thay pin eco drive chịu nước 100 m ở chiếc này thì nó dành cho các bác tay nhỏ hoặc là dành cho các chị nữ dòng Unisex. Ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc hàng trưng bày thanh lý và đầy đủ sổ sách. Chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành của Citizen dành cho chiếc đồng hồ này. Và đây nó là phiên bản Nhật nội địa, cho nên nó chỉ có valid only in Japan thôi, chỉ có hiệu lực tại Nhật thôi, các bác nhé. Chiếc này được bán ra bởi Citizen tại Tokyo với địa chỉ ở đây. Đây địa chỉ ở Tokyo Chiyoda Cự này. đây là số điện thoại này đây còn đây nếu các bác muốn tham khảo thêm các mẫu về citizen thì các bác có thể vào citizen gp để các bác tìm hiểu thêm hướng dẫn sử dụng về cái dòng Eco Drive của citizen Về tình trạng của chiếc này thì nó là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng đâu các bác nhé và nó còn hàng còn rất là đẹp, còn nguyên siêu ni lông. Về mặt kích thước của chiếc này thì chúng ta sẽ có size mặt đường kính là 36 và nó chỉ mỏng có 10 có 9,1 mm thôi các bác nhé size 36 và mỏng 9,1 mm thì nó sẽ hợp với các bác tay nhỏ và tay vừa các bác đeo chiếc này được hoặc là dành cho các chị nữ thích đeo đồng hồ to to một chút thì có thể nghiên cứu chiếc này mà nó mỏng lắm. đồng hồ này chạy bằng pin năng lượng không bao giờ chúng ta phải thay pin. Chỉ cần một tháng là chúng ta đem ra cửa sổ phơi một uh, 5 đến 6 tiếng thôi là nó có thể chạy cho chúng ta cả tháng rồi. Còn nếu các bác đeo hàng ngày thì không phải lo. 12 bộ cọc số của chiếc này thì chúng ta sẽ có bộ cọc số bằng uh, sơn sơn lên trên mặt tay hồ luôn và nó là cọc số học trò góc uh, 3 giờ thì các bác sẽ có kim hiển thị lịch ngày lịch thứ với nền trắng và chữ đen và chúng ta sẽ có phiên bản này là phiên bản nhật nội địa thì các bác sẽ có chữ uh, Tiếng Nhật ở đây là lịch Nhật các bác nhé Chữ Thủy là thứ tư Ngày mùng 6 Trong nước 100M Japan Movement này NE101 tên bộ máy Citizen Eco Drive Size 36 các bác nhé Thân vỏ đây Còn nguyên siêu ni lông chưa qua sử dụng Ở đây các bác sẽ có một bộ máy Ở à, đây đằng sau này Một bộ máy của CITIZEN với tên bộ máy của chiếc này là EM101 của CITIZEN Eco-Drive các bác nhé CITIZEN What Company cho chống nước là 100M Japan Movement Case in China Dòng này là lắp ráp và và kiểm định tại nhà máy của CITIZEN chạy Trung Quốc Sau đó thì nhập ngược lại thị trường Nhật nội địa Và chiếc này thì sử dụng bộ máy EM101 Eco-Drive Chạy pin năng lượng không bao giờ phải thay pin đây nhé, người ta ghi rõ là Denchiko Kang Fu Yêu không cần phải thay pin. Đấy, là các bác sẽ không, nếu mà dùng cẩn thận là chúng ta không bao giờ phải thay pin đâu. Chiếc này với size 36 và hàng nội địa Nhật, con lịch Nhật đây thì bên em có giá, chiếc này là 1 triệu 700. À, hàng giá rất là tốt, bọn em săn được, con này giá rất tốt để mang về Việt Nam phục vụ các bác là 1 triệu 700. Đã bao gồm phí ship và phí dịch vụ của bên em rồi. Và chiếc này có mã số là 1261 các bác nhé Và nó là hàng full box đầy đủ hộp sổ thẻ Và bên Quang Lâm bảo hành 2 năm cho các bác chiếc này Các bác có nhìn thấy kim dây nó chạy giật cục không ạ Đây là cái này để trong hộp tối đấy Nên là nó đang thiếu năng lượng Cái này mình phải cho ra sáng thì nó sẽ tự tự sạc Rồi ok chiếc này với mã số là 1261 Và có giá là 1 triệu 700 Tiếp theo là một chiếc mã số 1263 và chiếc này là Angel Clover. Một chiếc đồng hồ nội địa Nhật rất là đẹp. Và hình thùng rượu. Dáng này thì bên em cũng về tương đối nhiều của dòng Angel Clover dòng nội địa rồi. Thì hôm nay em có về thêm một chiếc này phải nói rất là đẹp. Màu của nó rất là trầm. Đầy đủ hộp nha các bác nhé. Đây là dòng chạy bằng năng lượng solar. Về tình trạng của chiếc này thì nó là hàng như hàng trưng bày luôn các bác nhé, tại vì không có thông tin bên Nhật cung cấp không cung cấp là dòng đồng hồ hàng trưng bày nên cái này em sẽ mặc định là hàng lướt đã qua sử dụng nhưng mà chất lượng của nó đẹp còn như hàng trưng bày chưa qua sử dụng các bác nhé. Mã của nó là Angel Clover DPS38 và chạy bằng năng lượng Solar Mặt đây của cái này thì các bác sẽ có 12 bộ cọc số, người ta làm cọc số Arabic nổi lên trên mặt dial Với góc 3 giờ chúng ta có lịch ngày và chữ Angel Clover là tên hãng Ở dưới là chúng ta có chữ Solar Movement, trước này chạy bằng năng lượng mặt trời Không cần phải thay pin Ở góc 6 giờ đây thì nó có một cái sub dial chỉ kim phút khi mà chúng ta bắt đầu tính giờ là kim dây này nó bắt đầu chạy và kim phút này nó hiển thị số phút ở dưới này. Còn cái kim dây hàng ngày của chúng ta là nó ở góc 9 giờ này cơ này. Đó. Chiếc này thì nó giống như đẹp như hàng trưng bày các bác nhé, không tì vết đâu. Còn đẹp đến 99,99%. ,99%. Đó, bóng loáng Dây này Dây cao su giả da Dây này thì khả năng chống nước của nó rất là tốt DPS38 Và khả năng chống nước là 30M Đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen Nhẹ nhàng Khóa ở đây chúng ta sẽ có khóa zin của Angel Clover Và bộ dây da zin của nó các bác nhé Nó trước này thì nó có cái tông màu khá là trầm Kính được sử dụng trên chiếc này là kính khoáng cứng cong của hãng nội địa Nhật và cho chúng ta khả năng chống xước chỉ được trung bình khá thôi. Nên là các bác dùng các bác cũng phải giữ gìn hơn so với kính sapphire. Máy thì sử dụng bộ máy Solar Movement là một bộ máy chạy bằng năng lượng mặt trời. Tức là trên mặt đây của cái này nó sẽ có các cái panel để hấp thụ năng lượng mặt trời để chuyển hóa thành điện năng tích trữ vào trong cục pin và nó sẽ lấy cái năng lượng đó để duy trì hoạt động cho chiếc đồng hồ. Thì trước này ô oh quên chưa đo size cho các bác Trước này thì với size chiều ngang của nó là size 38 Dọc của nó là 44 Và đeo trên tay thì nó có cảm giác tương đương với size 41-42 của đồng hồ tròn các bác nhé Tương đương size 41-42 của đồng hồ tròn thì nó sẽ hợp cho các bác tay 16 trở lên Tức là tay vừa và tay to thì các bác đeo trước này là hợp lý đó thì trước này thì hiện tại bên Quang Lâm đang có giá bán là 2 triệu 950 nghìn và có giá là mã là 1263. 2 triệu 950 nghìn các bác nhé vì dòng này nó là dòng solar thì nó sẽ đắt hơn dòng pin thường. Ở các bác thích chiếc nào thì các bác hãy click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video hoặc truy cập vào website đồng hồ quang com Bên cạnh đó thì các bác có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0834 696699 và các bác không quên bấm vào nút chia sẻ và comment hai chữ số may mắn trong buổi tối của ngày hôm nay để ngày mai xem là các bác có thể may mắn nhận một, là một phần quà là một chai rượu nhật của bên em không nhé tiếp theo là một chiếc của Orient chiếc này dành cho nữ đây là phiên bản kỷ niệm 70 năm thành lập của Orient và đây đây là một chiếc hàng trưng bày rất là đẹp chưa qua sử dụng Đó, các bác có thể mua chiếc này về làm quà tặng cho chị nhà đây một chiếc của Orient kỷ niệm 70 năm thành lập. Đây, chiếc này phải nói rất đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với đầy đủ hộp số thẻ. Phiên bản kỷ niệm 70 năm thành lập của Orient và nó có đánh số thứ tự phiên bản giới hạn. Đây một chiếc đồng hồ chạy pin của Orient các bác nhé Dành cho nữ Các bác sẽ thấy mặt tay của cái này rất là đẹp Nó có một cái màu xanh ngọc lục bảo Say đắm lòng người luôn Tình trạng của chiếc này thì nó là hàng trưng bày, chưa qua sử dụng luôn các bác nhé và đầy đủ hộp sổ để các bác có thể mua làm quà tặng dịp Giáng sinh. Chiếc này với size mặt 34 và mỏng chỉ có 8,1mm thôi. Chiếc này thì mặt đeo của nó thì các bác sẽ thấy là nó có một cái mặt đeo làm tương đối đơn giản. Với kim giờ, kim phút, kim dây hết. Và 12 bộ cọc số được mạ màu vàng PVD ở trên. bộ kim hình lưỡi kiếm và được mạ màu vàng PVD các bác nhé. Ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có một cái sắp đây hồi hiển thị Sun and Moon tức là mặt trời và mặt trăng uh, cho chúng ta biết được giờ đêm hay giờ ngày. Ví dụ như cái này là chúng ta đang thấy là giờ đêm bởi vì đang có hình ông trăng và sao đấy thì là nó là giờ đêm. Thế còn hình ông mặt trời thì nó sẽ là giờ ngày. Đây để em xem cái giờ mặt trời nhé. Đó, ông mặt trời thì các bác sẽ thấy là nó như thế này. Thì đây đang là 10 giờ. 10 giờ trưa. Kính được trang bị trên chiếc này là kính Heartlic, à, quên xin lỗi các bác, kính mineral crystal, kính khoáng cứng cong, chống xước của Orient các bác nhé. Và chiếc này chạy bằng pin cho nên các chị dùng là cứ thế đeo thôi. Hết pin thì lại gửi lên cho bên em, bên em thay pin cho các bác. Chiếc này thì nó là phiên bản kỷ niệm 70 năm thành lập của Citizen à, của Orient và limited edition có đánh số là mã số thứ tự của nó là 229 trên 700 Và đây là phiên bản Made in Japan Sử dụng bộ máy VX3W Chống nước của chiếc này là chống nước cơ bản đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen à, Thì chiếc này thì dành cho các chị nữ Với đeo trên tay thì nó rất đẹp Mắt thừa còn ở nguyên trên dây nhé các bác nhé Đó, màu xanh ngọc lục bảo Đây là các cái dấu vân tay Đó, các bác hỏi chị nhà xem có thích mẫu này không Chiếc này rất đẹp Sun and Moon Với cả Với các chị thì mình Nếu mà không phải là yêu thích đồng hồ Hay chơi đồng hồ nhiều thì các bác cứ Mua đồng hồ pin Về cho lành, đỡ phải vặn cót vặn keo gì Đó, Thì chiếc này thì bên Quang Lâm em đang có mã số Là 1246 các bác nhé Hàng full box và có giá bán là 2 600 triệu 600 Hàng made in Japan Hàng nhật xịn đấy 1246 và giá là 2 triệu 600 chỉ có mỗi một chiếc thôi, không có nhiều tiếp theo là em sẽ đến với các bác một chiếc đồng hồ chạy pin của Hamilton dành cho các bác thích hãng Thụy Sĩ xịn nhưng mà không thích đồng hồ cơ thì hôm nay em về với các bác một chiếc đồng hồ chạy pin ở chiếc này thì còn đầy đủ hộp sổ thẻ các thứ đầy đủ luôn đây chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành quốc tế của hamilton bên cạnh đó là các bác sẽ có bốn mắt thừa rồi thẻ tác của hamilton rồi chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành 2 năm của hamilton dành cho dòng này các bác nhé chiếc này được bán ra bởi ds don quixote ở nhật à, với số điện thoại đây số uh, tham một chiếu đây. đây là một chiếc của dòng khaki của hamilton thụy sĩ hộp đây các bác nhé. hàng đẹp như hàng mới. đồng hồ pin của thụy sĩ thì nó cũng đắt hơn đồng hồ pin của nhật một chút. thì ở đây em đang có một chiếc uh, dòng khaki của Thụy Sĩ với một màu mặt xám Cũng khá là đẹp Về tình trạng của chiếc này thì các bác có thể nhìn thấy là hàng nó đẹp như hàng chưa, chưa qua sử dụng luôn Một con hàng lướt Siêu đẹp Đây là dòng khaki của Thụy Sĩ, của Hamilton. Tình trạng của chiếc này nó còn phải đẹp đến 99% các bác nhé. Và kích thước của em nó là 38mm. Và độ dày của nó là 9,2mm. Với size 38 thì nó sẽ hợp với các bác tay 16 hoặc tay 15 trở lên, trở lên là các bác đeo được. Mặt đây của cái này thì các bác sẽ thấy là có 12 bộ cọc số được sơn lên trên mặt tay của, của chiếc này luôn. Với một bộ kim thì người ta làm khá là to bản. Và không biết có dạ quang ở trên không để em xem nào. Có dạ quang các bác nhé. Chúng ta sẽ có dạ quang trên kim giờ, trên kim phút. Và 12 bộ cọc số và chúng ta cũng sẽ có dạ quang ở bên trên. Nó, dạ quang của nó vào buổi tối thì các bác sẽ thấy là dạ quang của nó chủ yếu trên kim giờ, trên kim phút thôi. Còn trên 12 bộ cọc số thì nó cũng không có nhiều. Dạ quang của dòng này chỉ mang tính chất trang trí thôi các bác nhé. Và góc 3 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với nền trắng chữ đen và ở dưới này chúng ta có chữ Made, đồng hồ thụy sĩ khaki và Hamilton là logo của hãng ở đây tên của hãng size 38 và nhìn nó rất là lì chiếc này thì được trang bị kính này là kính sapphire cong kính sapphire cong thì nó cho chúng ta khả năng chống xước gần như tuyệt đối rồi Nhưng các bác yên tâm sử dụng lại còn là pin của thụy sĩ nữa thì nó chạy thì cực kỳ chính xác máy ở đây thì là máy pin thôi Chiếc này có mã số của nó là mã Hamilton H... bao nhiêu đây? H682010, suite mate của Hamilton. Với khả năng chống nước của dòng này là 100m. Đi mưa rửa tay, tắm giặt bơi lội, lặn ngụp sông nước thoải mái. Sử dụng bộ máy pin C5S9U9 của Thụy Sĩ. Trên chiếc này size 38 các bác nhé em sẽ đeo thử chiếc này trên tay thì chiếc này nó nó mỏng lắm dành cho các bác nào mà thích đồng hồ pin mỏng mà phải xịn của thụy sĩ thì đây em đang có một chiếc này hàng đẹp gần như hàng mới luôn con này các bác mua hàng mới là nó cũng phải tầm chục triệu hơn chục triệu rồi hàng thụy sĩ mà đây con này thì em đang có một con hàng đẹp như hàng mới thì các bác có thể nhìn thấy không có một vết xước nào luôn này. đây có thì có cái chỗ này thôi đây nữa Chỗ này thì nó cọ vào cái dây này Thì không nói rồi Nhanh thế đã 10 giờ rồi Cái này thì Chúng ta sẽ có Một sai mặt 38 các bác nhé Và các bác sẽ uh, Nhớ cái mã số này của nó là 1295 Và bên em có giá là 5 triệu 400 5 triệu 400 cho chiếc này các bác nhé 1,295 Các bác có thể check cái mã H682010 Để ra cái giá tham khảo cho dòng này Đó, thì bên em đang có mã là 1,295 và có giá là 5 triệu 400 Tiếp theo là một chiếc Angel Clover Chạy pin thì chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng này rồi à, hộp đi kèm trước này thì tương đối là hoa lá cành hàng thì đẹp như hàng trưng bày luôn các bác nhé chống nước 200m thì nó sử dụng cái núm xoáy ở đây màu đen đen tuyền Chúng ta sẽ thấy dây của nó này mới nét luôn Hàng này là hàng trưng bày luôn Chưa qua sử dụng các bác nhé Trước này thì Chúng ta sẽ có size mặt đường kính là sai Nếu mà như mọi khi thì là size 42 Xin lỗi các bác size 40, 45 Size 46 các bác nhé Size 46 và độ dày của nó là 13,7mm với size 46 này thì nó phải hợp với tay các bác phải tầm 16 trở lên thì mới được Tay 16, tí nữa tay em 16.5 em đeo cho các bác xem Nó cũng tương đối là ok Ở đây chúng ta sẽ có một cái mặt đeo với 6 kim Và 3 kim giờ, kim phút, kim giây Và 3 kim phụ Chỉ giờ GMT, giờ ngày, giờ đêm Kim chỉ số phút, tính giờ Rồi kim hiển thị số phút khi mà chúng ta tính giờ ở đây và cái này nó là chống nước 200M cho nên là khi mà dùng các cái chức năng chronograph các bác phải vặn cái, xoáy cái nút này ra. Đó. Thì chúng ta bấm giờ thì nó nó mới chạy. Còn dùng xong là các bác nhớ là phải vặn vào không là nước nó vào đấy. mười 12 giờ thì chúng ta có chữ Angel Clover Chronograph và đây nó chạy bằng năng lượng mặt trời solar cho nên không bao giờ phải thay pin với khả năng chống nước là 200m. Trên dòng này thì chúng ta cũng sẽ có dạ quang trên uh, kim giờ, kim phút, kim giây và 12 bộ cọc số này là đều có dạ quang hết. Nhưng mà lum trên dòng này thì nó cũng không phải là rõ lắm, bình thường thôi. Chạy bằng năng lượng mặt trời các bác nhé Màu đen tuyền Hàng mới chưa qua sử dụng Hàng trưng bày Chiếc này của Angel Clover Một hãng nội địa Nhật Solar Japan này. 200M Stainless steel thép không dỉ Của Angel Clover Đó dây này Tay em là 16.5 Thì em đeo chiếc này với size 46 Thì nó cũng không phải là to so với tay đâu bởi vì dòng này thì nó là dòng pin solar mà nên là nó sẽ mỏng và ôm tay Và thiết kế của nó kiểu thể thao cho nên nó cứ phải hầm hầm hố hố này thì nhìn nó mới Đấy được Hàng trưng bày chưa qua sử dụng và chiếc này có mã là 1251 các bác nhé Và có giá bán là 2 triệu 950 nghìn Chống nước 200m Chạy bằng năng lượng solar không bao giờ phải thay pin Bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em với mã số là 1251 và giá là 2 triệu 950 nghìn. em sẽ đến với các bác một cái nữa của Angel Clover cũng một cái nữa của hãng nội địa Nhật dành cho các bác thích đồng hồ pin. Chiếc này là cũng là cái như vừa rồi nhưng mà nó màu khác các bác nhé. Chiếc này cũng chạy bằng năng lượng solar và chống nước 200m. Hàng cũng là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng. Angel Clover và mã của chiếc này là TCD45 Solar Japan stainless steel thép không gì chống nước 200m Chiếc này cũng size uh, như vừa rồi em đo là size 46. Mỗi con một màu. Thiết kế như nhau. Nhưng mà mỗi con một kiểu thiết kế, một con thì uh, màu đen tuyền, một con thì màu vàng hồng rose gold. Angel Clover Chronograph này, solar movement này, chống nước 200m. Thì cái này là màu vàng rose gold các bác nhé Dây thì dây màu đen Dây, dây cao su giả da Đó, và đầy đủ hộp Không có sổ Chỉ có hộp thôi À đây có sổ đây này các bác này Đây nó là một dòng sản phẩm hàng nhật nội địa thì nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng kem cái thẻ bảo hành của Angel Clover. Ở đây thì chúng ta sẽ có địa chỉ của cửa hàng bán là tại Tokyo với các cái mẫu mã thì các bác có thể tham khảo ở angelclover.jp. JP này là website của Nhật cái này thì nó là hàng trưng bày nên cũng còn rất đẹp với cái núm vặn xoáy nhé các bác nhé khi mà dùng thì chúng ta phải vặn xoáy cái này ra thì mới chỉnh được em sẽ test lum trên dòng này các bác cùng kiểm tra dòng lum lum của dòng này nó cũng không phải là sáng xuất sắc đâu nó chỉ bình thường thôi đó các bác sẽ thấy lum ở trên 12 bộ cọc số trên kim giờ kim phút và ba kim phụ, trên kim dây thì nó có một chấm lum nhỏ. nói chung là lum của dòng này nó không sáng. nó khác một trời một vực so với lại cái lum của thằng orange star này các bác nhìn này, dòng lặn nó khác luôn. dòng lum chỉ để chơi chơi nó khác mà dòng lum chuyên lặn nó sẽ khác nên các bác này. dòng lum chuyên lặn nó như thế này mà. khác luôn Thì chiếc này ở bên Quang Lâm em cũng có giá bán là 2 triệu 950 nghìn Đồng giá với lại chiếc màu cam vừa rồi Thì bác thích chiếc nào cũng được Chiếc này thì bên em có mã số là 1290 các bác nhé 1290 Và chiếc này có giá bán là 2 triệu 950 nghìn Như tay em là tay 16.5 thì có vẻ tay hơi bé so với lại đồng hồ Nhưng mà bác nào mà thích những kiểu thiết kế tràn viền mà to to như thế này thì tay 16, 17 là các bác đeo hợp lý rồi Đó, bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em nhé Với mã số của chiếc này là 1290 2 triệu 950 nghìn Tiếp theo là một chiếc của Citizen Đây em có một chiếc hàng uh, trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng Một chiếc của Citizen chạy uh, năng lượng Eco Drive và nó đen xì luôn Ở đây uh, các bác sẽ có đầy đủ các cái uh, thủ tục số điện thoại liên hệ khi cần bảo dưỡng này tại Nhật, nó bảo dưỡng ở đâu đây? ở Tokyo và ở quận Adachi các bác nhé. Hướng dẫn sử dụng của Citizen. Một cái thẻ vào một ngày đẹp trời đi phơi nắng, cái đồng hồ dòng Eco Drive không phải thay pin. Thẻ bảo hành của Citizen dành cho chiếc đồng hồ này. Đây là cái website của nó. đây một chiếc đồng hồ đã qua, à quên chưa qua sử dụng các bác nhé, và hàng còn à, như mới tinh, à, hàng trưng bày chưa qua sử dụng, Eco Drive, chico Kokang Fuyo không cần phải thay pin. đây không biết là lý do tại sao mà người ta cứ phải ghi thế này, cái nào người ta cũng phải ghi thông báo là không cần phải thay pin. đó thì các bác dùng cẩn thận để chúng ta không phải thay. Bởi vì một cái hãng lớn, ví dụ như Seco hay là Citizen cũng như là Orient khi mà ở một nước tư bản họ muốn công bố một cái thông tin gì về sản phẩm họ đều phải có nghiên cứu và phải có những cái cơ sở khoa học để xác thực cái điều đó thì mới dám công bố chứ không các hãng khác nó đập chết. Thế nên là uh, những cái này nó đã có căn cứ hết cả rồi bác nhé. Người ta đã nói là mình là không cần phải thay pin là mình cứ thế mình tin thôi đặc biệt là các hãng của Nhật người ta làm người ta rất uy tín chứ người ta không công bố uh, liên thiên đâu. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Citizen chạy bằng pin với tình trạng là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng. Kích thước sai mặt đường kính của chiếc này thì em đo được là 40 các bác nhé Và độ dày của nó là 10,4 mm. Ở đây chúng ta sẽ có một mặt dial với sai mặt đường kính 40 thì nó sẽ hợp với các bác tay 16. Tay 15.5, 16 là các bác đeo được rồi Với mặt đeo màu đen tuyển Dây vỏ thép cũng được sơn màu đơn đen tuyển luôn Không phải sơn mà mạ màu đen tuyền Với Citizen logo ở góc 12 giờ Góc 3 giờ chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày Hết Ở dưới này chúng ta có chữ Made in Japan Là cái phiên bản nhật nội địa của dòng này Chúng ta sẽ có một bộ kim uh, Bộ cọc được làm dạng index rất là đơn giản và được đính một chút dạ quang ở trên uh, kim giờ, kim phút và 12 bộ cọc số. Mang tính chất trang trí thôi. Nó dạ quang ít lắm. Bên ngoài vành benzen này chúng ta có đánh số để chúng ta dễ nhìn phút và một cái núm có khía cạnh. Nói chung là cái này bằng đen tuyền hết. Hàng trưng uh, bày thanh lý chưa qua sử dụng. Mặt sau thì các bác sẽ có thông số ở đây là Stainless steel thép không dỉ này, Citizen Watch Company này, chống nước 100m này. Made in Japan này. tám là series number của chiếc này và sử dụng bộ máy pin G810 của Drive là sử dụng năng lượng tự nhiên và năng lượng nhân tạo để chuyển hóa thành năng lượng hoạt động cho chiếc đồng hồ. À, thì chiếc này nó là hàng trưng bày size 40. Và bên em có mã số là 1256 các bác nhé. Hàng full box và có giá là 3 triệu 300. Hàng mới, chưa qua sử dụng. Thì bên em về đến Việt Nam và bảo hành 2 năm cho các bác là có giá là 3 triệu 300. Thì các bác yên tâm sử dụng. Với size 39.9, tức là size 40. Thì nó sẽ hợp với các bác tay tầm 15-16 là các bác đeo hợp lý. Dây mắt thừa còn ở trên dây. Đó, màu đen. Bác nào mà thích cái màu đen tuyền này thì hãy liên hệ bên em nhé. Dây logo của Citizen. các bác mà thích dòng đồng hồ pin mà ngại thay pin thì sử dụng dòng EcoDrive của Citizen rất hay. Chiếc này có mã số là 1256 và có giá là 3 triệu 300. Và phiên bản nó là phiên bản Nhật nội địa Made in Japan. tiếp theo một chiếc của City, à, của Seiko và chiếc này thì có đầy đủ hộp sổ. Một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng của Seiko các bác nhé. Chiếc này là phiên bản Nhật nội địa với màu xanh than, xanh dương phiên bản nhật nội địa made in Japan. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng, chạy bằng pin các bác nhé. chạy bằng pin và chiếc này có size mặt đường kính là size 37 và nó chỉ mỏng có 8,8mm thôi. Với size 37 thì nó sẽ hợp với các bác tay 15, tay 16, tay nhỏ và tay vừa các bác đeo dòng này đẹp ở góc 12 giờ các bác có logo của Seiko, góc 3 giờ chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày, lịch thứ. Và đây nó là phiên bản Nhật cho nên là chúng ta sẽ có lịch Nhật và lịch tiếng Anh. Đó. Và bên cạnh là chúng ta có ô lịch thứ. À xin lỗi các bác, lịch ngày. Dưới này chúng ta có chữ Japan là chữ viết tắt của Made in Japan, ấy. bộ máy là 7N43, bộ máy pin bộ kim cọc dạng index và họ có đính cho chúng ta một chút dạ quang trên kim giờ kim phút và đầu của 12 bộ cọc số này là đều đính dạ quang này cho chúng ta mang tính chất trang trí thôi Đó, à, chúng ta sẽ có lùm nó như thế này các bác nhé đói quá bụng nó réo hết rồi tình trạng thì nó là hàng như hàng mới rồi nó là hàng trưng bày nó chưa bóc ni, lộ, ni lông này nên là còn đẹp lắm ở đây các bác sẽ có phiên bản này là phiên bản made in Japan này bộ máy pin ở đây là bộ máy 7n43 water resistant chống nước cơ bản đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen made, phiên bản made in Japan máy 4n7n43 thì sau các bác có hết pin các bác cứ đưa bên quang lâm em thay pin nhật xịn cho các bác là chuẩn bài luôn Seco stainless steel thép không dỉ chống nước cơ bản. Đó, thì chiếc này với size mặt là 37 thì nó sẽ hợp với các bác tay nhỏ và tay vừa. Như tay em 16.5 mà đeo dòng này là cũng hợp lý luôn. Nhìn nó như kiểu Grand Seco ấy nhỉ. Đẹp đấy các bác. Nhẹ nhàng, mỏng. Đeo trên tay nhẹ nhàng và quan trọng nhất là giờ giấc nó chính xác. Dòng này chạy pin thì cực kỳ chính xác luôn. Có cả lịch nhật nữa các bác nhé Mặt vân chảy tia sunburst Nhật nội địa Trước này thì bên em có giá bán là bao nhiêu đây 1 triệu 850 nghìn Và mã là 1255 Con này thì đúng ra giá của nó cũng phải tầm đến 2 triệu mấy Gần 3 triệu nếu mà hàng Mà bán giá Được giá thì sẽ tầm đấy Còn bên em thì mua rẻ bán rẻ Mua đắt bán đắt Để Cho nên là uh, giá ở bên nhật bọn em mua bao nhiêu Thì uh, có cả cái phí dịch vụ Vận chuyển về, thuế má Và bên cạnh đó là một chút lợi nhuận Để cho bên Quang Lâm có thể tồn tại Và phát triển Thì uh, tổng giá Đến tay các bác là 1 triệu 850.000 Thì các bác nào mà thích chiếc này Thì hãy liên hệ với bên em với mã số là 1255 Các bác nhé 1 triệu 850 Tiếp theo một chiếc của Orient Đây là một chiếc cơ tự động của Orion và có khả năng chống nước 200m cho nên chúng ta sẽ lại có một cái núm xoáy ở đây. Về tình trạng của chiếc này là hàng đã qua sử dụng và nó cũng còn khá là đẹp. Còn khoảng 95 96% các bác nhé. Nó có những cái vết xước qua quá trình sử dụng rồi. Đây các bác nhìn này. Đó, trên dây thôi, còn trên mặt kính thì hầu như chúng ta chưa có một vết xước nào. Trên mặt kính chưa có xước Trên vành benzen là chúng ta sẽ có một chút xước này Đó, có xước răm, xước lông mèo Rồi trên vỏ thì chúng ta cũng sẽ có những cái xước răm qua quá trình sử dụng này Trên dây thì cũng có xước răm Các bác có thể nhìn thấy này Đó. những cái con nào mà nó có xước cái là chúng Các bác không biết nhìn trong video các bác nhìn có rõ không Nhưng mà như em nhìn thì em thấy là nó rõ luôn Ví dụ như những con mà trong đầu video ấy Em bảo nó hàng đẹp mà nó chưa có xước Thì các bác sẽ thấy là hai cái em đặt gần nhau Thì các bác sẽ nhìn thấy nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ Ví dụ như những con mà có xước Các bác nhìn thấy có xước luôn Nhiều khi gọi là mình nhìn trên video Nó không không ra được cái vết xước Nhưng mà nếu mà giờ với công nghệ của iPhone Pro iPhone 13 Pro Max Thì đây các bác có thể nhìn thấy những cái phân này rồi Đúng không ạ? Đấy. Đây là để đầu tư chất lượng hình ảnh là em đã quyết định xin vợ thêm 10 triệu đầu tư luôn một con iPhone 13 Pro Max để về quay video chỉ để sâu mấy cái xước cho các bác thôi đấy. Thế thì các bác có thể nhìn thấy là xước là nó hiện lên luôn này các bác này. Còn đây là không có nhé các bác nhé. Đó. Thì trước này về tình trạng của nó thì nó còn đẹp khoảng 95%, Thôi chắc 90% đi. Nó có xước ở trên dây này, trên khóa này, và dành cho các bác nào mà đeo để đi làm công trường thì trước này thì nó thất lạc mất cái hộp rồi chỉ còn có thẻ tác này rồi ba mắt thừa này hướng dẫn sử dụng này đó là đi kèm cùng với chiếc này các bác nhé về mặt kích thước của chiếc này thì nó sẽ có size mặt đường kính là size bốn mươi mm và độ dày là 13,2mm. Đó thì với sai mặt đường kính này thì nó sẽ hợp với các bác tay uh, 17 trở lên, các bác đeo là đẹp. Với mặt đeo của chiếc này thì chúng ta sẽ có mặt hồ với kim giờ, kim phút, kim dây ở góc 6 giờ và có lịch ngày ở góc 9 giờ các bác nhé. Kim giờ, kim phút thì các bác sẽ thấy lum của nó như thế này. Trên kim phụ ở góc uh, kim năng lượng nó cũng có cái kia hiển thị lum. Rồi 12 bộ cọc số là đầu nó cũng có dạ quang luôn. Để các bác sẽ dễ quan sát trong ban đêm. Lum của Orient thì nó cũng khá là sáng. Đây là cái kim sang hiển thị năng lượng. Cái này nó không có cốt tay đâu các bác nhá, nhưng mà khi mà các bác đeo thì nó sẽ hiển thị cái năng lượng của chiếc đồng hồ còn lại ở trên cái kim báo năng lượng này đó thì các bác dùng nhiều thì cái kim này nó sẽ dình dần nó chỉnh chuyển giật dần, dần lên phía số 40 ở góc 3 giờ thì chúng ta có logo của Orient cho automatic và 100m chống nước 100m các bác nhé ở dưới này chúng ta có chữ Japan là phiên bản nhật nội địa made in Japan bên này thì chúng ta có một cái núm có khía cạnh và là núm screw down núm xoáy Cái này mà về mà các bác cho thợ người ta spa xóa xước đi thì nó cũng rất là ok luôn đấy các bác nhé. Thì bên em bên Quang Lâm là nguyên tắc là để nguyên như này để các bác nào mà thích spa thì các bác spa lại sau. Còn bên em là hàng về như nào em để nguyên zin như vậy. Và đây là phiên bản Nhật nội địa chúng ta sẽ có một bộ máy cơ tự động hoàn toàn với 23 chân kính. 21.600 tần số dao động và cho chúng ta khoảng 40 giờ tích cót ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số này. Made in Japan này, chống nước 100m, thép không gì này. À đây là kính sapphire các bác Cho nên là nó không có xước là đúng rồi. Vỏ các thứ đều có xước rồi nhưng mặt kính thì chưa có xước, không có xước. Một bộ máy cơ tự động 23 chân kính. Đây là bộ máy 46G53. 46G53 các bác nhé. một bộ máy của Orient cơ tự động. Phải nói là dòng này là dòng nồi đồng cối đá rất bền Made in Japan 100M chống nước Và chiếc này là mã số là 1232 Bên em có giá là 3 triệu 200 nghìn Mắt thừa vẫn còn nguyên Không lo Các bác tay to vẫn có ok được Thì bác nào mà thích chiếc này thì Hãy liên hệ với bên em với giá là 3 triệu 200 Viên Quang Lâm bảo hành 1 năm Các bác yên tâm sử dụng Đó, Kim dây ở dưới này một chiếc đồng hồ cơ tự động hoàn toàn thì bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em với mã số là 1232 và có giá bán là 3 triệu 200 nghìn. Tiếp theo là một chiếc của Orien, trước này thì thất lạc mất uh, hộp sổ rồi các bác nhé và bên em có cái hộp bảo quản đi kèm thôi. Orien Macuba và nó là phiên bản mặt lửa, mặt lửa này hiếm lắm này, mãi mới về được một con. Nhiều bác hỏi dòng này lắm mà hôm nay mới về được một chiếc các bác. đây là phiên bản nhật nội địa các bác nhé và nó là một phiên bản cực kỳ hiếm ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mặt tay với màu màu lửa tình trạng của chiếc này nó là hàng đã qua sử dụng siêu lướt các bác nhé và còn rất đẹp trên vành benzen này thì chúng ta sẽ không có xước mà nó chỉ có một cái vết va đập ở cái chỗ này thôi. Ở góc 2 giờ đây này các bác này. Đấy còn lại thì không có xước một tí nào luôn. Về tình trạng của chiếc này thì nó còn mới khoảng 97% các bác nhé. Trên dây thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có sức răm nhỏ thôi. Đó, tình trạng còn rất đẹp. Về mặt kích thước của chiếc này thì chúng ta sẽ có size mặt đường kính là size 42 và độ dày của chiếc này là 12,8mm. 12,8 và có lắc của nó là 46,5 các bác nhé. Với size 42 thì nó sẽ hợp với các bác tay 16 trở lên. Bác nào mà tay to và vừa thì các bác đeo cái này rất đẹp. Đó. Với một mặt đều màu đỏ lửa. Với các vân chảy tia rất đẹp các bác nhé. Mặt đều của cái này thì các bác sẽ có 12 bộ cọc số được làm dạng cọc số... Ờ, nổi trên mặt dial và nó có đính rất nhiều dạ quang để cho các bác có thể quan sát vào ban đêm. Trên kim giờ, kim phút, kim giây và 12 bộ cọc số các bác cũng sẽ thấy là đầy đủ dạ quang luôn, không thiếu cái gì cả. Đó. Thì uh... Ở đây thì chúng ta sẽ có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày, lịch thứ này với phiên bản nhật nội địa. Các bác sẽ có thêm lịch tiếng nhật này. À, chống nước 200M và đây là chữ Japan là tên bộ máy. Đó. Kính thì được uh, Orient trang bị kính sapphire nguyên khối. Dòng này nó hơn Mako 2 ở chỗ là nó được trang bị kính sapphire rồi. Và nó có thêm cái lịch nhật nữa. Máy được sử dụng trên chiếc này đó là một bộ máy có tên là F6922 các bác nhé. Bộ máy này với 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và cho chúng ta khoảng 41 giật tích cót. Đầy đủ các chức năng hỗ trợ cót tay và dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ là những cái chức năng phụ rất là thiết yếu trong đời sống hàng ngày của các bác. Và đây là dòng nhật nội địa Made in Japan và phiên bản này phải nói là cực kỳ hiếm. Với chống khả năng chống nước là 200M, stainless steel thép không dỉ, kính sapphire crystal này, Made in Japan này, F6922, Epson là tên công ty mẹ của Orient. Thì đấy là các cái thông tin đi kèm với chiếc này Hiện tại thì bên Quang Lâm vừa mới về được một chiếc này Lâu lắm mới về được một chiếc và có giá là 4 triệu 950 nghìn Chiếc này có mã số là 1250 các bác nhé Bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên Quang Lâm Với mã số là 1250 Giá là 4 triệu 950 nghìn Và bảo hành một năm Hàng còn đẹp khoảng 95-96% với những vết xước nhỏ Và xước giam nhỏ ở trên dây thôi các bác nhé Mặt kính sapphire không có xước Tiếp theo là em sẽ lên với các bác một chiếc của Orange Star. Chiếc Orange Star này là một chiếc hàng uh, siêu siêu lướt đây. Đây một chiếc uh, dòng Orange Star và chiếc này thì uh, nó có mặt đều một trắng. Chiếc này thì cũng đầy đủ hộp sổ thẻ các thứ. Đây là một chiếc mà bên Quang Lâm mới bán cho khách hàng mới và bác ấy lên đời cái khác nên là bác ấy bên em bán hộ bác ấy cái này cái này bên quang lâm em đã bán cho bác một bác đây cái này em sẽ xin phép giấu đi vì cái này là thông tin cá nhân cái này là bán vào ngày mùng sáu tháng 11 một năm hai nghìn hai bên em bảo hành hai năm mà thì ngày mùng sáu tháng 11 một thì đến nay là mới được có hơn một tháng thôi và nó là hàng bán cho bác ấy là hàng mới và đến bác ấy dùng mấy hôm được một tháng thì các bác Thấy cái khác đẹp hơn thì các bác ấy lên đời. Thì mắt thừa bác ấy cắt ra bác để ở trong hộp vẫn còn nguyên các bác nhé. Thẻ tác các thứ. Lúc mua là hàng mới. 8 triệu 400. Còn bây giờ là hàng lướt. Thì bên em bán hộ bác ấy là giá là ở đây là 6 triệu 950 nghìn. Và hàng còn đẹp như hàng mới thôi. Chỉ có cái là nó không có bóc tẹp thôi. trước chiếc này thì bên em cũng đã review rất nhiều về dòng này rồi thì bác nào mà quan tâm chiếc này thì có thể tìm lại trong các video ở đằng trước với size mặt 39,5 và độ dày của chiếc này là 12,3 các bác nhé càng của chiếc này là càng 45,5 với size 39,5 thì nó sẽ hợp với các bác tay 16 tay 17 các bác đeo là rất đẹp về tình trạng của chiếc này thì nó còn đẹp phải đến 90 8, 99% các bác còn đẹp lắm. Không có một tí xước là chỉ có xước răm nhỏ trong quá trình bác cái đeo mấy mấy ngày đó đây này. Đó, xước trên khóa này một chút nhé. Kính thì kính sapphire không có xước rồi. Bắt đầu của cái này thì các bác sẽ có kim xăng ở trên góc 12 giờ và góc 9 giờ các bác sẽ có ô lộ tim góc 9 giờ và logo của Orange Star ở dưới. Chữ Japan F6N4. Đó, Bên đây chúng ta có một cái núm có khía cạnh và có logo của Orange Star. Kính dòng trên dòng này là kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa rồi. Cho chúng ta khả năng chống sức gần như tuyệt đối. Bộ máy sử dụng trên chiếc này là bộ máy F6R4 với 24 chân kính 21.600 tần số dao động và cho chúng ta khoảng bốn khoảng 50 giờ tích cót các bác nhé. Với 50 giờ tích cót thì chúng ta dùng thoải mái rồi. Đầy đủ các chức năng hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ. Đó. Water resistant chống nước 100M này, stainless steel thép không dỉ, sapphire crystal kính sapphire made in Japan. F6R4 là tên của bộ máy. Thì đây là những cái thông số đi kèm với chiếc này với tình trạng đẹp còn khoảng 98 99% thì với cái mức giá là 6 triệu 950 000 nghìn thì nó sẽ rẻ hơn hàng mới được khoảng 1 triệu rưỡi các bác ạ. Dùng một tháng mới dùng được khoảng chưa đến một tháng. À hơn một tháng một chút. Thì bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em. Với mã số của chiếc này là 1237 hàng full box các bác nhé. Giá là 1 triệu 950 nghìn. Tiếp theo là một chiếc nữa của... Một chiếc nữa của Seiko. À, chiếc này chạy bằng năng lượng solar các bác nhé. Hàng trưng bày thanh lý và thất lạc hộp sổ thì chỉ còn một cái hộp bảo quản của bên Quang Lâm thôi. Đây một chiếc chạy bằng năng lượng solar của, Se của seco và nó là phiên bản Nhật nội địa. Làm cực kỳ đơn giản. Đúng chất Nhật luôn màu xám nhá, đơn giản nhá, xong rồi chạy năng lượng mặt trời tiết kiệm năng lượng. Đúng các cái yếu tố của văn hóa Nhật ở đây các bác sẽ có size mặt đường kính là size 39 và mỏng chỉ có 10 mm thôi. Càng ở đây là chúng ta sẽ có càng size 46,5. Với size 39 thì nó sẽ hợp với các bác tay 15, 16, tay nhỏ và tay vừa các bác đeo rất tuyệt vời. Và chiếc này thì chạy bằng năng lượng solar năng lượng mặt trời của Seiko các bác nhé tình trạng của chiếc này nó là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng và các bác có thấy còn siêu còn nguyên. Kích thước size 39. Mặt đáy của cái này thì họ làm cực kỳ đơn giản với kim giờ, kim phút, kim giây và lịch ngày, lịch thứ. Ở góc 12 giờ thì các bác sẽ có logo của Seiko, góc 3 giờ chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày và lịch thứ với lịch bằng tiếng Nhật. Đây là phiên bản Nhật nội địa, ở đây chúng ta có chữ Japan và tên bộ máy V198 và chữ solar là năng lượng mặt trời. Kim giờ, kim phút, kim giây và 12 bộ cọc số làm dạng cọc số index và không có dạ quang đâu các bác nhé test dạ quang nhưng nó không lên đó là dòng này thì họ làm rất đơn giản chạy bằng năng lượng solar không bao giờ phải thay pin ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số của nó là water resistant chống nước 100m stainless steel thép không dỉ made in Japan này V-198 là tên của bộ máy Chiếc này với size 39 thì nó sẽ hợp với các bác tay uh, tầm 15, tay 16 Tay nhỏ và tay vừa các bác đeo rất đẹp và Các bác cần đi làm, cần giờ giấc chính xác à, Hoặc là đi uh, tập thể dục ấy, Thì các bác có thể nghiên cứu những chiếc này Tập thể dục nhiều khi các bác rửa tay, các bác hay bỏ ra, hay mất ấy. Các bác mua những cái này để nó có mất thì nó cũng đỡ tiếc Chứ các bác cứ đeo mấy con vàng nguyên khối xong các bác làm mất thì tiếc lắm Thế mấy con seco của Quang Lâm này nó chỉ có 2 triệu 3 triệu thôi Nên có mất thì lại alo em Quang, Quang Lâm là lại thêm cái khác Thì trước này thì bên Quang Lâm em đang có giá bán là 2 triệu 950 nghìn Hàng mới các bác nhé Và giá mã của nó là 1244 1244 Bác nào, nào thích chiếc nào thì hãy liên hệ với bên em Bác nào mà thích chiếc nào thì hãy nhớ cái mã số của nó nhé. Sau đó các bác có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video hoặc truy cập vào website đồng hồ quang com Và bên cạnh đó thì các bác có thể alo cho em theo số điện thoại 0834 69 6699. Và bên Quang Lâm thì với phương châm là nói thật giá thấp, bên em sẽ làm theo đúng hai phương châm này. Và ở trong video như thế nào thì các bác sẽ nhận hàng đúng như vậy, thậm chí có thể đẹp hơn trong video. Và với giá tốt nhất. Và với với cái sản phẩm vừa rồi thì bên em cũng xin kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Và các bác cũng không quên share cho bên em một share và comment hai con số may mắn. Xin lỗi các bác, một con số bao gồm hai chữ số may mắn ở phía dưới phần bình luận của cái video này. Để ngày mai chúng ta cùng so kết quả nhé các bác nhé. Ba bác may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay thì ngày mai bên em sẽ tặng các bác mỗi bác một chai rượu nhật để các bác nhâm nhi trong buổi tối giáng sinh cùng gia đình quang lâm xin cảm ơn các bác luôn theo dõi và đồng hành cùng bên em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo